vị và các bạn đến với phần thi thứ nhất của đuổi hình bắt chữ. Những ghép đầu tiên. Này làm sao mà sai được. Xin mời miếng ghép thứ hai. Có đúng không ạ? Chính xác rồi. Miếng ghép thứ ba. Chưa chính xác. Có đúng không ạ? Chưa chính xác rồi ôi. Tiếp tục. Chưa chính xác. Chưa chính xác rồi ôi. Tiếp tục. Đúng không ạ? Chính xác rồi. Miếng ghép thứ tư. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Chính xác. Chính xác. Có đúng không ạ? Chưa chính xác rồi ôi. Tiếp tục. Chính xác. Đáp án chưa chính xác. Không thể sai được, đó là đáp án đúng. Miếng ghép thứ 5. Này làm sao mà sai được. Miếng ghép thứ 6. Chưa chính xác. Có đúng không ạ? Chưa chính xác rồi ôi. Tiếp tục. Hoàn toàn đúng. Miếng ghép thứ 7. Đáp án chính xác.
ạ. Chính xác rồi. Miếng ghép thứ 9. Có đúng không ạ? Chính xác rồi. Miếng ghép cuối cùng trong phần thi này. Có đúng không ạ? Chính xác rồi. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với vòng 2 của đội hình bắt chữ. Miếng ghép đầu tiên. Đáp án chính xác. Mở chi tiết. Chưa chính xác. 5 4. Có đúng không ạ? Chưa chính xác. Rồi ôi. Tiếp tục. 5 4 3 2. Xin mời miếng ghép thứ 2. Có đúng không ạ? Chính xác rồi. Mở chi tiết. Chưa chính xác. Đáp án chưa chính xác. Lại chính xác. Xin chào đón quý vị và các bạn đến với phần 3 của đuổi hình bắt chữ. Xin mời. Đây là gì? Không thể sai được, đó là đáp án đúng. Xin mời, miếng ghép tiếp theo. Lại chính xác. Xin mời, tập trung, đây là gì? Chưa chính xác. 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 Rồi ôi. Tiếp tục. Đáp án chưa chính xác. Chưa chính xác. Xin mời miếng ghép tiếp theo. Chưa chính xác. Có đúng không ạ? Chưa chính xác. Rồi ôi. Tiếp tục. Chưa chính xác. Xin mời. Tập trung. Đây là gì? Đáp án chính xác. Xin mời. Đây là gì? Chưa chính xác. Chưa chính xác. Đáp án chưa chính xác. Đáp án chưa chính xác. Đáp án chưa chính xác. À
chưa chính xác. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Đáp án chưa chính xác. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Xin mời mở miếng ghép tiếp theo. Hoàn toàn đúng. Xin mời miếng ghép tiếp theo. Có đúng không ạ? Chưa chính xác rồi ôi. Tiếp tục. Đáp án chưa chính xác. Chính xác vô cùng. Đây là hoàn toàn là tài năng. Chưa bao giờ có ai mà về kép đến như thế này. Ôi, tôi vẫn không tin nữa. Thưa quý vị, tuyệt vời. Tuyệt vời. Chúc mừng bạn. Và hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một điểm khởi đầu tốt đẹp cho rất nhiều những chiến thắng tiếp theo của người chơi. Hãy đến với đuổi hình bắt chữ. Hãy đến với chúng tôi, cùng đoán câu, cùng đuổi hình, cùng bắt chữ, cùng dinh giải thưởng. Xin chúc mừng.